Coleman xin giới thiệu đến quý vị các bạn một cái quán ăn mà buổi tối hải sản ở Phan Thiết. Chào quý vị khán giả thân mến. Hôm nay Coleman xin giới thiệu đến quý vị các bạn một cái quán ăn mà buổi tối hải sản ở Phan Thiết. Và cái quán này nó rất đặc biệt, mình đã đến đây mấy lần rồi, rất nhiều lần rồi. 3-4 lần rồi nhưng mà vẫn chưa có thời gian để quay để giới thiệu với quý vị khán giả. Mình tin chắc rằng kể cả những người ở dân địa phương cũng chưa chắc đã biết được cái quán này. Và cái quán đó, cái đường hẻm đi vào, một cái đường hẻm rất là nhỏ, đi qua một cái xưởng nước mắm. Ở đây là cái hẻm 180 đường Nguyễn Đình Chiểu nha. Đó. Đi thẳng vô là nó xuống tới bãi biển luôn. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Dạ, cái quán này rất ít người biết luôn. Đó, đây là cái nhà, mà cái nhà cổ nữa. Rất là thú vị. Bãi biển rất là hoang sơ luôn. Wow, đó. Ở đây hôm nay có thôi nghêu cái xí xí ở dưới ha. Nghêu này là cũng là giống sò lụa quá hả. Đây hôm nay bên đây có, đây có tôm càng nữa nè. Đó. Rồi ốc hương, chỗ này ốc hương ngon quá, ốc hương bơi tơi rồi tươi rồi rói luôn. Đó, đã chưa. Ủa đã. Đó. Cái mà mình muốn giới thiệu đến cho quý vị khán giả là biết là cái đặt toàn bộ hải sản ở đây á, tôm cua cá rồi ghẹ đồ là đều là đánh bắt từ ngoài tự nhiên, ngoài khơi kia nha. Buổi sáng thì ở đây có mấy cái thuyền thúng người ta đưa chở đó, người ta đánh bắt vô xong rồi ở đây là chị Bích chị lấy. Chị lấy xong rồi để về bán, cái gì đó có gì bán đó, nên cái thực đơn nó không có, nó không có cố định. Có bữa thì có cái này, cái bữa thì có món khác, bữa nào mà có hải sản nào tươi á, từ thiên nhiên đánh vô, và đặc biệt là hải sản tự nhiên hết. Rồi mình thấy ôi hôm nay có con cá gì bự quá trời. Ồ cá gì to quá ta. Nghe cũng tươi lắm nha, coi chừng nó kẹp nha. Đừng kẹp tôi nha ông ơi. Đó. Có gà đỏ, gà xanh nữa nè. Ngon quá. Ủa bà chủ đó bà ơi. Ốc hương tươi quá trời tươi luôn đó. Dạ cái quán nghèo ở ven biển ở Phan Thiết, ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây hẻm 180, rất đơn giản như vậy. Ừ, cá mú được ngon này to quá. Con này chắc phải mấy ký á. Dạ dạ dạ. Trời. Tươi rồi rói luôn nha. Hồi nãy mà nó bơi mà nó còn chui ra ngoài luôn là biết rồi. Này phải khéo tay mới lấy được cái đuôi của nó. Mình hơi đứt đuôi rồi, hơi dở rồi. Rồi cái muối ớt này ai làm đây ta? Của người ta làm hả? Trời ơi, cái muối ớt ta, muối tiêu ớt này. Ngon, ăn thử. Trời ơi, ngồi ăn mà nghe sóng biển chớ.
ngon quá. Gỏi ốc hương mà có 1 ký 400 à. Nó mập vừa ha, nó không có to quá, nó cũng không nhỏ quá. Trời ơi, mùi ngon quá, không có bia. Lẹ lên. Rồi, một cơm chiên luôn, cơm chiên cá mặn. Cái muỗng không? Có cái muỗng không? Cơm chiên cá mặn. Đây, cơm chiên cá mặn. Đó, mấy những cái món gọi là đổ bê tông. Ở đây còn có cái gỏi cá đù nữa. Nhưng mà hôm nay mình không ăn gỏi cá đù. Bà con có bác đến sau này có thể gọi thử cái món gỏi cá đù. Nó giống như gỏi cá mai, gỏi cá suốt rồi đó. Khẩu vị rất vừa ăn. Có nước tương mù tạt không cô? À, nước cốt chanh vậy thôi. Không có nước tương mù tạt không? Này phải có nước tương mù tạt không? Rồi rồi, nãy cân cá mú đen hồi nãy đó bà con bác. Giờ sẽ làm hai món, một cái món là ăn sống đó, ăn sống với lại nước tương với lại tươi tươi rồi rói luôn nè. Có nước tương mù tạt nha, lấy thêm mấy cái lá cải nữa cuốn vô nữa ăn bá đạo luôn. Ồ, có hành dưới này đã vui không? Ủa, có củ kiệu nữa tếu vậy ta? Nè. Có đầu hành thì có củ kiệu. Trời này mấy món nhậu hết sảy quá, không có phục vụ nên là anh em tụi tôi tự phục vụ luôn. Ôi, này nhiều quá. Ờ, à, để anh đem. Này có cải xanh, quấn vô ăn mới bá đạo. Phục vụ quen quen luôn. Đồng chí phục vụ rất quen. Đó là đồng chí DOP của các chương trình của Colorman The Journey đã... Đó, xếp sòng của The Journey luôn mới giữ nha. Rồi mời gì các bạn ăn thử nha. Đó, mình không có nhúng chanh, có một số bạn thì sẽ nhúng chanh nhưng mà mình không nhúng chanh, mình thích để như vậy á, rồi quét mù tạt lên nó đã lắm. Đấy, bản thân mù tạt nó cũng đã làm cho cái, nếu chúng ta để mà vừa nó nhiều á, nó cũng làm cho chín cá luôn. Mà cá này cá tự nhiên, cá thiên nhiên 100%. Ôi, ghẹ ra tiếp kìa. Bốc khói. Và tiếp theo là cái ghẹ nãy nè, đó. Từ rồi gói luôn. À, mình thì mình không có ăn, mình với anh Sơn là ít ăn tôm với ghẹ nên mới gọi là cái tôm hùm với lại ghẹ cho các bạn. À, nhưng mà thôi thấy ngon quá cũng ráng làm cái càng. Chấm muối ớt luôn. Ghẹ ngọt lên, ngọt thịt kia. Ăn đi Kiệt. Tự nhiên đi. Ăn mạnh đi. Nó nước tương rồi một tạc à? Dạ lấy. Bà Ngân. Đây là bà Ngân của bà Ngân team của Colorman nha, chứ không phải bà Ngân của team Phương Dừa nha. Ủa. Đây.
xin mời em. Cái quán này dễ thương lắm, tại vì cái chị chủ là chị Bích á, chị làm cái quán này là hai vợ chồng chị mở ra buôn bán cho người địa phương. Rồi lâu lâu có khách thập phương thì chị mừng lắm, nuôi hai ông bà, ba mẹ của chị bị ung thư. Bữa thấy chị kể mà coi như nước mắt lưng tròng. Nên mình cũng có hứa là lúc nào đó mình có dịp mình quay trở lại thì mình sẽ cố gắng mình quay để giới thiệu cho khách thập phương, khách du lịch biết đến ủng hộ. Tại nên mình thấy nó rất là ngon nữa, vừa ngon vừa rẻ. Khung cảnh thì lại rất là hoang sơ, rất là thích thú, thích. Hàng buổi sáng thì cái đó 11 giờ là bắt đầu có thuyền thúng nó vào và các cái người ngư dân họ đưa những cái mặt hàng hải sản tươi sống họ đánh bắt được về đó, hoàn toàn từ thiên nhiên luôn, nó ngon lắm. Là giống như mình đã chia sẻ lúc đầu là cái những mặt hàng này hoàn toàn là mỗi ngày mỗi khác, có ngày là đánh bắt được cái gì thì ăn cái đó nha. Cho nên thực đơn nó không có cố định, chỉ có thực đơn cố định là cái gỏi cá đù với lại cái cơm chiên là chắc chắn cố định. Còn có bữa có cá mú, có bữa có cá bớp, có bữa có cá ngừ nữa. Đợt trước mình có nhớ có cá ngừ nữa. À, quán của chị Bích nha, có gì mình sẽ để số điện thoại của chị Bích lại để cho bà con cô bác mình đặt hàng, mình có đến đi ăn thì mình sẽ gọi cho chị. Hôm nay chị đi đâu mà chị chưa thấy chị về. Dạ thôi khái quát vậy nha, dạ vẫn còn cái món ngon nữa đang chuẩn bị ra. Nhưng mà mình xin khép lại video này tại đây để anh em ăn uống rồi cho nó sảng khoái. Ngồi nghe sóng biển nó rì rào nó đã lắm. Mình chào tạm biệt. Rất tiếc là mình không ăn tôm. Không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi. Đặc biệt đây là món gỏi cá đục đó, bổ sung thêm vào cuối video. Gỏi cá đục mà giả bằng tay đó, quý bà con cô bác mà ra đây nhớ nha, nhớ mua, nhớ gọi cái món này, order món này nha. Toàn mình rất là no rồi nhưng mà chị cô Bích chủ quán vẫn mời luôn. Thôi đành luôn chứ giờ sao giờ. Hai đôi à? Hai đôi. Hai đôi. Hai đôi.